Trung đoàn, một thời chiến trận, hồi ký, tác giả Hồ Hữu Lạn. Số 10. Cao điểm 935. Cốc Bai, mùa thu 1970, chiến công vang dội, nối thế ba vùng. Chiến trường Trị Thiên cuối năm 1969 và đầu năm 1970 do địch phản kích quyết liệt nên còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vùng rừng núi Thừa Thiên, mưa lũ, quân số vật chất thiếu thốn. Tuy ta giành chiến thắng diệt Mỹ ngụy nhiều ở động A Bia, nhưng lực lượng địch ở đồng bằng còn đông, chúng ra sức đánh phá cơ sở cách mạng, ngăn chặn chủ lực ta phát triển xuống đồng bằng, tiếp tế từ xuôi lên bị gián đoạn. Trước tình hình đó, năm 1970, Bộ Tư lệnh Quân khu có chủ trương mới: củng cố lực lượng, khắc phục khó khăn, xin chi viện của trên, đánh địch, mở đường, luồn sâu xuống đồng bằng, lấy lương thực thực phẩm, tăng gia chăn nuôi, bám trụ chiến trường, đánh địch lâu dài. Quân khu lập kế hoạch tác chiến, đánh máy bay bay thấp và tăng gia sản xuất. Nhiệm vụ chủ yếu giao cho Sư đoàn 324 và các đơn vị trong toàn quân khu. Ngày 22 tháng 12 năm 1969, tại Động Cô Trang, Trung đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu Trị Thiên Nguyễn Nam Long, tức Đoàn Văn Ưu, là một trong 34 chiến sĩ trong đội quân Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân về thăm, nói chuyện truyền thống quân đội ta, nhiệm vụ quân khu và sư đoàn năm 1970, tập trung thực hiện 3 phong trào lớn: tăng gia sản xuất trồng 5 triệu gốc sắn, bắn máy bay thấp của Mỹ ngụy trên toàn chiến trường Trị Thiên bằng các loại vũ khí, phá thế kìm kẹp Bình Định của địch ở đồng bằng và đô thị. Cũng thời gian này, quân khu quyết định cho sư đoàn 324 mang tên Đoàn Ngự Bình, tên của một ngọn núi gắn bó với cố đô Huế, xác định là sư đoàn chủ lực địa phương, lực lượng cơ động của quân khu và của bộ. Có anh em nói vui nhưng cũng là thực. Ta vừa là chủ lực của địa phương, vừa là chủ lực của bộ. Đó là niềm vinh dự đấy. Cố gắng lên, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tôi còn nhớ ngay sau đó, Trung đoàn tổ chức cho cán bộ chiến sĩ sang đất bạn Lào mua ngô, đậu, tìm cây sắn về trồng khắp rừng, cả trên đường đi, nên về sau bộ đội dừng chân ở đâu cũng có sắn ăn, đỡ đói. Trên đường hành quân, chiến sĩ có mảnh thùng lương khô đục lỗ, đào sắn, sát thành bột, vắt luộc là có bánh ăn, nạn đói được đẩy lùi. Hai phong trào bắn máy bay và trồng sắn rộng khắp quân khu, lấy sư đoàn 324 Ngự Bình làm nòng cốt đi đầu. Về mặt chiến đấu, năm 1970, quân khu giao cho sư đoàn 324 tổ chức chiến đấu, khôi phục thế ba vùng, để từng bước giành lại thế chủ động, có tác chiến diệt địch, xây dựng lòng tin cho cơ sở đồng bằng. Chấp hành nhiệm vụ, bước đầu sư đoàn giao cho Trung đoàn 3 đưa tiểu đoàn 7 tăng cường xuống vùng rừng núi giáp danh Đông, Tây Sông Bồ, vùng các cao điểm Ala 714m, Ông Đội 520m và Động Kiền Kiền 880m. Sư đoàn cử đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, quê Thừa Thiên, là trưởng ban tác chiến cùng đi với tiểu đoàn 7 hoạt động chiến đấu hỗ trợ cho phong trào địa phương, đánh phá Bình Định của địch ở đồng bằng và thành phố. Ngày 9 tháng 1, Đảng ủy Trung đoàn họp quán triệt nghị quyết 18 của Trung ương Đảng về phương hướng nhiệm vụ cách mạng miền Nam giai đoạn mới và nhiệm vụ của sư đoàn Trung đoàn năm 1970. Trung đoàn tổ chức đợt học tập chính trị quán triệt sâu sắc nghị quyết cấp trên tới từng đảng bộ và chi bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm chiến đấu, diệt giặc lập công. Ngày 10 tháng 1 năm 1970, Trung đoàn tổ chức tiểu đoàn 7 do đồng chí Tăng Văn Miêu tiểu đoàn trưởng, Nguyễn Thái làm chính trị viên, Ngô Công Nội làm tiểu đoàn phó và Lê Văn Lục làm chính trị viên phó tiểu đoàn chỉ huy, đi đầu làm nhiệm vụ thọc sâu.
Đây là một vinh quang, đồng thời là nhiệm vụ nặng nề, đầy hy sinh gian khổ của tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn được tăng cường đại đội đặc công, đại đội công binh, trung đoàn cối, trung đội cối 82 ly, trung đội DKZ và trung đội 12 ly 7. Đội phẫu do đồng chí Nhị của đại đội 24 phụ trách, y sĩ Đỗ Trọng Nhị, quê Trực Đại, Trực Ninh, Nam Hà, là một cán bộ quân y sĩ giỏi, cùng 3 y tá chuyên môn và trang bị đảm nhiệm cứu chữa thương binh. Suốt thời gian tiểu đoàn làm nhiệm vụ thọc sâu, đội phẫu đã vượt qua nhiều khó khăn thiếu thốn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi làm chủ nhiệm công binh trung đoàn, cũng được đưa đại đội công binh phối thuộc với tiểu đoàn 7 để phục vụ chiến đấu, làm công sự, đường vận động và đánh mìn. Đồng chí Nguyễn Đình Thụ, quê huyện Phú Lương, Thái Nguyên, là đại đội trưởng công binh, thay đồng chí Nguyễn Xuân Sinh, quê Thanh Hóa, hy sinh trên đường đi trinh sát tháng 10 năm 1969 do bị bom tọa độ. Đồng chí Phán, trung đội trưởng, cùng đi với tiểu đoàn 7 chiến đấu. Tiểu đoàn 7 xuất quân vào thời điểm gạo muối rất khan hiếm. Một tiểu đoàn chiến đấu vùng giáp danh phải có 14 đại đội vận chuyển gạo đạn. Từ rừng thông về chân Nam Động So, 1011, kho K-61, địa đạo Lam Sơn, A Lưới, vượt qua động Re Lao, 1487, và động Ta Tách, 999, xuống vùng A La, Ông Đội, Kiền Kiền, Bắc Sông Bồ, cách đường 12 và động tranh chừng 4-5 km trong tầm pháo 105 ly của địch. Tiểu đoàn 7 được ưu tiên khẩu phần ăn, trung đoàn tổ chức ăn Tết Canh Tuất trước cho tiểu đoàn 7. Chính ủy sư đoàn Nguyễn Xuân Trà, phó tư lệnh quân khu Nguyễn Nam Long cùng xuống động viên tiểu đoàn và các lực lượng phối thuộc tăng cường chiến đấu. Sau một tuần hành quân, tiểu đoàn 7 vào triển khai thế chiến đấu ở vùng giáp danh Bắc Sông Bồ, bố trí đại đội 1 ở Bắc chân động A La, đại đội 2 ở Bắc Tây Bắc chân động Ông Đội. Tiểu đoàn bộ, các lực lượng phối thuộc cùng đại đội 3 bố trí phía sau Tây Bắc động Kiền Kiền, động A La và động Ông Đội nằm dọc bờ sông Bồ, cách nhau 2 km, ở giữa có yên ngựa, đường đi ra bờ sông. Động Kiền Kiền ở phía sau, cao rộng, ngang với động Tam Tanh, cao gần 1000 m về phía đông. Năm 1968, sau Tết Mậu Thân, lực lượng quân khu rút từ Huế lên qua Hòn Vượn, điểm cao 360, ra sông Bồ, vượt sông lên động Tam Tanh. Chúng tôi đi trong rừng còn nguyên sơ kín đáo, Mỹ ngụy đánh hơi thấy đã đuổi đánh, nên các điểm Tam Tanh, Kiền Kiền, A La, Ông Đội, máy bay Mỹ đều ném bom phát chọc và cho quân chiếm đóng một thời gian. Hai năm 1969-1970, Sư đoàn 324 bám trụ chiến trường Tây Thừa Thiên, tham mưu trưởng sư đoàn Thái Cán vạch kế hoạch cho các đơn vị trong toàn sư đoàn theo các cung độ hành quân trú quân, làm hầm trú ẩn dọc đường và vị trí trú quân. Cách làm hầm này đã tạo ra một hệ thống công sự trú ẩn, nên trong 2 năm đó và sau này, thiết bị chiến trường có sẵn, sư đoàn triển khai nhiệm vụ thuận lợi, không lo phi pháo của địch, đảm bảo an toàn trên đường hành quân trú quân. Mùa xuân 1970, về lại vùng yếu địa này, bọn địch đánh hơi được, đưa hai tiểu đoàn dù 101 lên vùng 454, đông sông Bồ, chiếm hai cao điểm, 74 A La và 520 Ông Đội, dùng bom đánh phá lực lượng ta. Tiểu đoàn 7 đã sẵn sàng và chủ động. Tấn công liên tục. Ngày 16 tháng 1 năm 1970, đại đội 2 tập kích đánh thiệt hại đại đội Mỹ trên động Ông Đội, diệt gần 50 tên. Để giải quyết hậu quả, địch phải dùng bom pháo đánh ác liệt xung quanh điểm cao để cho trực thăng bốc xác. Chiều đến, chiến sĩ đại đội 2 Nguyễn Văn Chi, quê thị trấn Phú Xuyên, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, khoét hầm bí mật nằm trong hàng rào sát địch, dùng B-40 bắn cháy một trực thăng, diệt một tiểu đội địch tại rìa đỉnh Ông Đội, điểm cao 520. Trong đêm, đại đội Mỹ phải rút bỏ điểm cao này bằng đường bộ. Đêm 18 tháng 1 năm 1970, đại đội 1 tập kích đại đội Mỹ ở Đông A La. Ngày 19 tháng 1, chúng cho 12 lượt chiếc trực thăng lên tăng quân và bốc xác. Chúng còn bị tiểu đoàn 7 bắn cối vào đội hình không thành quy luật nên phải thường xuyên di chuyển. Ngày 10 tháng 2 năm 1970, đại đội 20 công binh trung đoàn
do đồng chí Đinh Minh Trúng, đại đội trưởng, và đồng chí Nguyễn Mạnh Đầu, chính trị viên, tập kích tiêu diệt đại đội Mỹ trên điểm cao 454 Nam Sông Bồ. Đồng chí Đặng Văn Ngãi, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh, mũi trưởng ở đại đội trinh sát bị hy sinh. Chủ nhiệm công binh tổ chức đưa trung đội công binh cùng trinh sát luồn sâu xuống đường 12, đoạn Động Chanh, Tà Lương, đánh địch chốt đường và gài mìn đánh xe vận chuyển. Cùng thời gian, bộ phận tăng cường đoàn 5 thành đội Huế tập kích đại đội Mỹ ở điểm cao 939 khi chúng vừa vào vị trí trú quân chưa kịp đề phòng. Ta diệt gần 70 tên. Đại đội 3 cùng công binh, trinh sát tiểu đoàn chặn đánh đoàn xe vận tải từ Binh Điền Động Chanh lên Tà Lương, bắn cháy 6 xe vận tải, thu một số gạo, đạn, thực phẩm. Gần 2 tháng chiến đấu năm 1970, tiểu đoàn 7 đã vận dụng linh hoạt các thủ đoạn chiến thuật, chiến đấu có hiệu suất cao, tiêu diệt gần 200 tên địch và 10 xe quân sự, bắn rơi 7 máy bay trực thăng. Chiến thắng đã thiết thực góp phần khởi động được tinh thần, lòng tin của cơ sở đồng bằng và thành phố Huế, phát triển phong trào, đánh phá Bình Định, lập ra thế ba vùng. Mục đích thọc sâu vùng giáp danh chiến đấu mà quân khu và sư đoàn giao, tiểu đoàn 7 bước đầu hoàn thành tốt. Cũng thời gian này, quân số, quân lương dần được tăng cường, phong trào bắn máy bay, bay thấp trong sư đoàn và trên chiến trường Trị Thiên phát triển rộng khắp. Uy thế trên không của Mỹ Ngụy bị giảm sút. Trung đoàn mở rộng địa bàn hoạt động. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 1 xuống chiến đấu theo trục đường 71, Cô Pung, Dốc Mây, bao gồm điểm cao 935 và Cốc A Vó, buộc sư đoàn 101 Mỹ bị động đối phó, tăng quân càn quét, nhảy cóc lên các điểm cao, bị ta tiêu diệt một bộ phận. Tổng hợp kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm 1970 trên hai tuyến Hương Trà, đường 12 của tiểu đoàn 7, trung đoàn 3 và tiểu đoàn 3, trung đoàn 1 ở hướng đường 71, Cốc A Vó, ta đã tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên địch, phần lớn là lính Mỹ, đánh thiệt hại nặng lữ đoàn dù 504 của sư đoàn dù 101, diệt 2 đại đội bộ binh, 3 đại đội pháo binh, 2 sở chỉ huy tiểu đoàn. Sư đoàn dù Mỹ bị thiệt hại, ta bắn cháy và rơi 170 máy bay trực thăng và phản lực, phá hủy 12 khẩu pháo, hệ thống phòng thủ giáp danh ở Tây Thừa Thiên của Mỹ bị đánh dồn dập, sa sút. Bàn đạp tấn công của sư đoàn 324 mở rộng và phát triển, điểm cao 935 của tiểu đoàn Mỹ bắt đầu nằm vào tầm ngắm của tư lệnh sư đoàn 324 Chu Phương Đới. Bước đầu, vào đợt 2 đầu tháng 6 năm 1970, tiểu đoàn 8 trung đoàn 3 vừa vào vùng A La Ông Đội Kiền Kiền thay tiểu đoàn 7 ra vùng A Đầm củng cố, thì lữ đoàn dù 3 Mỹ ào ạt đổ quân ra vùng Gò Núi dọc sông Bồ, sẵn có bãi đáp. Chúng không cần bom pháo dọn bãi, đổ 1 đến 2 trực thăng trên một mỏm, bất thần và bất kể thời gian sáng tối. Nắm được quy luật đổ quân của địch, công binh trung đoàn do chủ nhiệm Lạng cải tiến, đầu nổ MIB của Liên Xô cài vào mìn DH-10 bố trí trên hàng rào bãi đáp ở các đỉnh đồi chọc. Năm 1970, công binh đã tham gia phong trào đánh máy bay bằng mìn ở vùng 405 Nam Sông Bồ, hạ tại chỗ 3 chiếc trực thăng đổ quân. Về sau, chúng không dám manh động mà vẫn cứ phải phi pháo dọn bãi trước. Tiểu đoàn 8, đồng chí Đinh Xuân Bài, quê Hương Khê, Hà Tĩnh, làm tiểu đoàn trưởng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Miên, quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh, làm chính trị viên, chỉ huy, được tăng cường đại đội đặc công, tiếp tục hoạt động vùng Tây Sông Bồ, A La, Ông Đội, Kiền Kiền, bảo vệ hành lang chiến đấu của sư đoàn và là lực lượng cơ động đánh địch phản kích, hướng Đông Nam, điểm cao 935. Năm 1970, Mỹ Ngụy có âm mưu lập phòng tuyến 935 Cốc Bai, bao gồm Dốc Mây phía đông và cao điểm 550 phía nam 935, 5 km, hòng thu hút lực lượng chủ lực quân giải phóng tấn công để dùng hỏa lực và lực lượng vòng ngoài tiêu diệt, ngăn chặn lực lượng ta xuống đồng bằng. Đây là chiến dịch trên đỉnh núi Chicago Mao, phòng tuyến Sanh Ríp Cốp của sư đoàn Mỹ kết hợp với sư đoàn 1 Ngụy.
do Trung đoàn 54 Hắc Báo mạnh nhất của Sư đoàn 1 Ngụy đảm nhiệm, mở đầu cho cuộc thí nghiệm Việt Nam hóa chiến tranh, hòng làm chủ vùng A Lưới, A Sầu. Sư đoàn Dù Mỹ ra đời tháng 8 năm 1942 là một sư đoàn thiện chiến hiện đại mạnh bậc nhất của quân đội Mỹ, lập nhiều chiến công hiển hách trong Thế chiến thứ hai. Chiến công đặc biệt xuất sắc của sư đoàn này là đã ngoan cường bảo vệ thành phố Bastogne, không chấp nhận quân Đức đầu hàng mà đã tiêu diệt sư đoàn SS của Hitler. Sư đoàn Dù này nổi tiếng là đội quân thiên thần, chim ưng, đại bàng, chúa tể nhà trời, niềm tự hào của quân đội Mỹ. Chúng sang miền Nam Việt Nam đủ đội hình tháng 12 năm 1967, hòng làm xoay chuyển tình thế trên chiến trường miền Nam Việt Nam, hoàn thành chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Sư đoàn Dù có biệt danh là đại bàng gào thét, biểu hiện sức mạnh của quái vật nhà trời. Than ôi, thảm hại cho sư đoàn Dù 101 trên chiến trường Trị Thiên, đại bàng lại gào thét trong vòng vây và bị đại bại ở căn cứ Ripcord, cao điểm 935. Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ bị phá sản theo sứ mệnh sư đoàn Dù 101 và cả đội quân viễn chinh của Mỹ. Chiến dịch 935 Cốc Bài khởi động từ các trận đánh diệt Mỹ làm chủ cao điểm 550 tháng 5 năm 1970 và Dốc Mây tháng 6 năm 1970 của Trung đoàn 1, liên kết với đợt hoạt động đánh Mỹ làm chủ vùng Đông Ala, ông đội Kiền Kiền của Trung đoàn 3 từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1970. Tháng 6 năm 1970, toàn sư đoàn 324 khẩn trương chuẩn bị phát triển chiến dịch, tiến vào vây lấn tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ ở cao điểm 935, căn cứ hỏa lực Ripcord. Đây là nhiệm vụ chủ yếu, là trận quyết chiến then chốt của sư đoàn năm 1970, là bước phát triển tiêu diệt địch, đánh bại thủ đoạn chiến thuật cơ động chiếm điểm cao, làm chủ rừng núi của Mỹ Ngụy. Điểm cao 935 thuộc vùng núi huyện Hương Trà, có diện tích khoảng 300 x 350 m. Án ngữ đường về đồng bằng, từ năm 1968, Mỹ đưa quân Dù đổ bộ lên 935, lập căn cứ pháo binh gồm tiểu đoàn 2 trung đoàn 506, lữ đoàn Dù 3 chốt giữ, cùng trận địa pháo hỗn hợp 155 ly, 105 ly và cối 106,7 ly được xây dựng thành 3 khu vực: khu chỉ huy, khu hậu cần và khu trận địa pháo. Sân bay trực thăng xung quanh căn cứ bố trí hàng rào kẽm gai dày đặc, xen kẽ mìn chiếu sáng, mìn Claymore và mìn định hướng hình phễu dọc khe suối, xen kẽ ống bơ có chiều sâu tung thâm hàng rào 50 đến 60 mét với 7 đến 9 lớp bùng nhùng ken đặc để chống đặc công ta chui luồn tiềm nhập. 2 đến 3 chồng cao 1,5 đến 2 mét. Phía trong là công sự lô cốt ụ súng bao quanh bằng tôn vòm nửa chìm nửa nổi để lính Dù sinh hoạt và chiến đấu, có chiến hào nối liền với hầm ngầm sở chỉ huy. Chúng đắp bao cát dày 1,5 mét trở lên, chống được đạn DKZ và đạn cối 120 ly của ta nổ ngay trên nóc hầm. Căn cứ hỏa lực hỗn hợp của lính Dù và pháo binh ở điểm cao 935 yểm trợ đắc lực cho các cuộc càn quét của địch ra đường 14 A Lưới và hành quân lên A Bia những năm 1968-1969. Trước áp lực hoạt động đầu năm 1970 của ta, chúng đổ thêm quân chốt giữ trên các điểm cao 902, 884, 805, 797 và 550 xung quanh điểm cao 935 nhằm ngăn chặn lực lượng ta. Mỹ tăng cường lữ đoàn Dù 3 và 2 tiểu đoàn Ngụy phối hợp thường xuyên càn quét, nóng lấn, hòng tiêu diệt lực lượng ta trên các khu vực động Cô Pung 16-15 m, điểm cao 1478, Cốc Muộn, Cốc Bai, hòng làm chủ địa bàn chiếm đóng. Căn cứ 935 là điểm chốt mạnh, nòng cốt trên vùng núi Tây Thừa Thiên Huế. Diệt căn cứ 935 là nhổ được cái đinh cắm sâu vào địa bàn quan trọng hậu phương ta, làm rung chuyển hệ thống phòng ngự từ xa của Mỹ Ngụy ở vùng núi và giáp danh, mở toang hành lang đưa lực lượng xuống đồng bằng nối liền thế ba vùng của cách mạng. Ngày 21 tháng 5 năm 1970,
Đảng ủy sư đoàn họp dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Trà, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong kế hoạch tác chiến của sư đoàn, quan hệ mật thiết đến nhiệm vụ của quân khu. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.